Vâng. Tiếp tục là một chiếc Hyundai i10 thì cái bóng bản này là nguyên bản của chiếc xe là bản thiếu anh em ạ. Đèn gầm thì không có và đèn pha đèn bên trên là đèn halogen. Thì bây giờ em đã có tháo ra và tiến hành nâng cấp cho chiếc xe một bộ bi LED để tăng độ sáng đến mức tiêu chuẩn. Thì hôm nay lắp cho chiếc xe này đó là bộ GTR Limited 3.0. Thì bộ này là bộ lắp đặt zin cho các dòng xe có chân H4, H7 và H11. Đấy. Tất cả những cái dòng xe mà có chân bóng như vậy thì là chỉ việc tháo ra và lắp vào, và tất cả lắp đặt là lắp đặt zin hết cho anh em đấy. Và khi lắp đặt thì nhiều anh em cứ họ lo lắng đấy là cái hệ thống điện nó có nguyên bản hay không, có zin hay không. Thì đây, sau khi bên lắp đặt thì sẽ có một cái bộ hệ thống dây riêng biệt như này để chịu tải cho những chiếc xe nhá. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, jack cắm là cắm zin luôn cho anh em này. Đấy, cắm zin nhá. Đấy, chứ không cần phải không đấu vào cái hệ thống điện của chiếc xe này. Đấy. Thì anh em cùng chờ đón thành quả trước và sau khi bên em nâng cấp xong thì ánh sáng nó sẽ như thế nào, có sáng hơn này so với đèn zin không và có gây chói mắt cho người đối diện không ạ? Này i10 sau bên em đã nâng cấp xong đó cho chiếc xe đó là bộ GTR Limited 3.0 anh em thấy ạ. Đây, đèn được lắp vào vị trí zin của chiếc xe và con này thì không phải đục khoét gì anh em nhá. Lắp đặt zin cho chiếc xe luôn. Đấy. Bên này có thế đây, anh em thấy ạ. Lắp đặt xong thì nó sẽ có một cái chiếc chụp xi như này để chụp và bảo vệ cho chiếc đèn và nhìn thấy rất là thẩm mỹ. Đấy. Thì ánh sáng anh em thấy ánh sáng cốt cho ra đây, rất là sáng và rộng. Và ánh sáng pha đây, bi sẽ hỗ trợ hai chế độ pha cốt. Con này thì nhật màu nó sẽ là 5200, thì do anh em đi ra cái đường cắt cái độ chiếu sáng và chiếu xa và đi mưa rất là tốt, vì ánh sáng sẽ hơi ngả vàng thì anh em đi rất là bám đường. Còn, đi mưa đi sương thì rất là hợp lý luôn. Đấy, mà nâng cấp với chi phí bộ bi LED này rất là hợp lý, chỉ vơi vào 4,5 triệu mà anh em đã được đổi lại được bộ bi LED với bộ hành chế độ bảo hành dài 2 năm đổi mới và 1 năm sửa chữa. Tổng cộng là anh em là bảo hành cho anh em là 3 năm. Đấy. Và độ sáng được cải thiện rất là nhiều. Còn anh em muốn nâng cấp đèn thì hãy nhớ đến Agala Thái Nguyên để bên em nâng cấp cho các bác. Cảm ơn các bác.